Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà một ngày mới. Tôi nói một ngày mới, mình cứ hay quen chào. Nhưng mà thực ra là hôm nay là buổi chiều. Đấy, cả nhà. Chiều nay mình lại chia sẻ cả nhà nha. Hôm qua dưới nhà chú Tôn đấy, chú cạn ao ấy cả nhà. Thì ông kia ấy, chú bớt lại mấy con cá để nấu ăn. Nhưng bây giờ chú đi vắng bận đi làm. Đấy, thì lại mang lên cho bác Biển. Để bác Biển nấu, làm video chia sẻ cả nhà cùng xem. Đến bữa thì là chú mới đi làm về đấy cả nhà. Đấy, nên mình ở nhà mình lại làm trước, đây là video. Hôm nay là hai con nheo tàu nha cả nhà nha, hai con nheo tàu ấy. Thì ao nhà chú vừa rồi chú gạn cá giống, chú lại mang lên đây. Đấy, là bảo mình ở chiều nhà làm thì chú đi làm về sẵn ăn thôi. Đấy, như đấy. Đấy, mình làm video này không phải có xem có đội hình, bảo là phải có ông nọ mà kia cả. Thế là mình lại phải ở nhà mình làm. Bây giờ là bây giờ mình sẽ vừa mình mổ sạch rồi, mình sẽ chiên lên rán với cá nheo tàu nấu với lại măng chua nhá. Đấy, mình ra chợ mình mua măng chua tí về, bắt đầu mình xé ra và mình ngâm, mình rửa sạch đi. À, về rán cá trước đã, chia sẻ cả nhà đấy nhá, là cá nheo tàu nâu nó nâu lắm rồi. Hôm nay nó lại ra được hai bông này cả nhà, cái giống này đẹp cái mà nó bền thì tốt cho cả nhà, nhưng mà nó chỉ ra coi là một ngày là nó tàn, từ chiều nó lại tàn hết. Đấy, đẹp chưa? Đấy, thôi bây giờ mình quay đi chắc chia sẻ là rán cá là nấu với măng ớt nhá. À quên, là măng chua nhá. Còn đây là măng cả nhà. À, măng này tí mình sẽ xé nhỏ ra. Xé nhỏ ra bắt đầu là mình rửa sạch đi nữa. Xé nhỏ. Đấy, mấy trứng, con nào cũng có trứng cả nhà. Đấy, thế bây giờ mình sẽ đi chiên rồi nhá. Cho dầu vào đây chiên. Làm dần đi, tí đến bữa về là các chú đi nghỉ, chúng tôi đi làm về là chiến đấu. Chín chảo cho cả nhà. Bây giờ mình để cả con đấy cả nhà, nó cắt đôi này ra là mình để cả con đấy, để trứng này, hai con này toàn được trứng đấy, có trứng đấy, để trứng này. Mình làm video thì mình để cả con đấy cả nhà, không có để cắt đôi ra, cắt đôi cắt ba, cắt khúc ra cả nhà. Đấy cả nhà, thế bây giờ mình đã đi xé măng hết rồi nhá. Xé măng ra mình rửa sạch đi, xong rồi mình lại luộc qua một nước nữa. Đấy cả nhà, đây này. Đấy, măng củ này. Đây, mình phải luộc lại một nước nữa. Đấy. Mình sẽ xé nhỏ hết rồi. Mình cũng còn sót cái giờ cả nhà. Cả nhà mình đã luộc măng rửa sạch sẽ rồi nhá. Đây, luộc đi luộc lại rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây. Đấy. Cá nấu với lại măng, om với măng này rất ngon, một chảo này luôn. Đấy, gia vị cho mình ít nước mắm vào, ít là cho nốt. Đấy, muối hạt. Nấu hẳn một chảo to. Mình làm video với anh em mình. Đấy, làm video ăn nó cũng vô vã được cả nhà. Còn 2 xìa, 3 xìa mình chính là. Đấy. Măng, ớt, giấm ớt, chua ớt đấy, mình cho gia vị vào đấy, mình đun bao giờ là hầm nó dừ đi cả nhà. Đến bữa mình chia sẻ tiếp.
xong cả nhà. Một mình biển ở nhà làm đã xong cá nấu măng, hai con cá nheo ở dưới đây. Như này, cả nhà cùng nghe biết đấy. Đấy, nheo là nheo tàu nhá, hai con. Đấy, thế mời cả nhà ăn cùng với lại anh em bác cháu mình nhá. Cá nheo nấu măng trong một chảo. Thôi mời cả nhà đây nha, bác cháu uống rượu với anh em bác cháu mình nhá. Đấy là bữa cơm là gia đình. Cứ thế thôi. Nheo Mỹ. Ăn nheo Mỹ, nheo tàu, nheo Mỹ. Đấy. Đây là thánh nghịch vua Ni Đòn. Thánh nghịch vua Ni Đòn nhà tôi đây. Đấy. Vừa mới tậu con xe đi, hai anh em đi là tớ 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 tớ. Chết, bác giới thiệu thế ra lớp các bạn bảo thánh nghịch vua Ni Đòn. Thánh nghịch vua Ni Đòn. Tử Đòn nó uống người rồi. Chết rồi, Tử Đòn. Bàn giao cho những người mà toàn phá sản người ta bàn giao là phải có nào biết như này. Gấp cá này các bố, ăn cá này, ăn ít măng này, cá này cả nhà đấy được, ăn mạnh cá nhá, để cả chảo này ăn nó mới hấp dẫn đủ nát ở trong có trứng này đấy. Đấy cả nhà, mình làm video mình mới để ăn cả chảo này này đấy cả nhà. Đấy bình thường là mang ra mâm ra bát đấy, nhưng đây mình làm video cứ thế này để cho nó có sự khác biệt thôi. Đấy, các bạn thông cảm đấy, nhiều bạn bình luận bát không có à, đũa thì không, khổ quá cơ. Chấm tương tương ớt, chấm tương ớt là mình làm. Bao giờ nắng là mình phải phơi ớt để làm chấm chéo đâu. Ăn đang ăn chấm chéo nghiện rồi về hết rồi, khó chịu thật. Chấm chéo coi như bạn. Cái gì cũng giống được nhỉ, nó ngon mà chấm chéo là mình làm đấy, nó mẹ đúng vị. Ăn nó dai không? Đấy, đây là trứng như này. Trứng đấy. Dài lắm. Thế này cái cá này nó ngang với lại cá gì nhỉ, ngang cá chấm rồi còn đắt hơn cá chấm, đắt hơn cá chấm. Cứ phải lấu một con là một con để có này chấm nướng. Ừ nhảy quên đấy nhỉ. Ôi. Nhưng mà không buông được, không buông được, mang lên đây cái là phải thịt hết. Chú Tôn chỗ này là chú đi làm hải hiểu không, cũng như mày thôi, mang lên cho bác biển một mình bác làm nhọc quá, một mình bác làm nhọc hết rồi. Hồi xưa ta mới hùng nướng ăn mới khổ vất vả. Nhưng mà nó nướng cá hùng nó nướng giỏi thật. Nó nướng chịu khó. Thế mà hôm nay thiếu mất chồng với hùng. Ừ. Đúng hùng hôm nay gặp hùng không? Tôi ăn thổ rồi mới cho ăn nhiều. Ừ. Mình làm cái xó đây. Nhiều tàu ăn sướng lắm. Con thịt nó dai ngoách. Má đây. Bóc dần ngon. Mới đầu mình không hiểu con nheo tàu này, cứ tưởng là bằng con giống như con nheo tàu nheo sông của mình ấy. Hoặc là không phải đâu, nheo tàu mà. Nó là dòng đấy mà trứng nó mất hết. Ở trứng nheo ta ở ngoài sông nó cũng ăn béo được, dài. Cái này kho khô còn ngọt ngạt, rồi ăn tôi đẳng cấp. Mình còn nấu với măng chua ra. Kho khô với tôm mỡ với lại rau sống với chua nữa. Ừ, nhảy không nghĩ ra. Không nghĩ ra. Anh Phố bụng mạnh mà. Xe mười mấy củ? 16 củ. Kinh nhỉ, đấy. Đi học giao cho tài cám ở cái tài sản mua hắn con xe ra 16 củ đi học. Anh nhất ông. Phải giữ gì nó vào. Thánh nghịch vua Ni Đòn là chỉ xe đạp còn không đi được, phá lắm, xe hơi nó mới đi. Kèng. Nóng quá. Bóng mồm vậy. À, này, này, cà tạc này. Toàn là rót nước cho anh Phố. Rót nước, anh Phố được cốc cho em rót nước ngọt cho. Có đá chưa? Toàn nó có đá chưa? Đấy, cho đá vào, uống coca. Đi mua chỉ có coca chúng ta uống không tốt đâu, bác có nói thật, nhưng nói nhiều thì các cháu lại bảo là cấm hãm, khổ lắm rồi. Mà cái coca cái nước ngọt cũng còn uống thì sao, đừng có trách bác. Và ngày xưa bác cứ bắt chúng cháu uống coca khổ lắm rồi. Đấy, cứ để cả chảo này ăn cả nhà cứ sướng, vừa nóng cứ ăn thế, đồ ăn dân dã hoang dã khoái lắm. Hải đầu bếp Hải hôm nay điện thoại mới, mấy cái mới xe của anh Phố 16 củ mới cứng, mấy cái mới
10 tháng củ là mẹ và đi làm mất 2 tháng à? Ừ, dạ. 3 2 tháng. 3 tháng. 3 tháng cả. 3 tháng mới sao? Bao nhiêu xe đi bao nhiêu? 16 củ. Đi nó bền, nó chắc chắn. Bông kia, có ăn đâu mà cứ xin làm cái gì. Thấy ngon không? Nó cứ xin đấy cả nhà, chứ không phải là bảo là không cho nó ăn đâu. Nhiều bạn cứ bảo là sao không cho ăn. Nòng thì nhà mình chỉ là nòng lợn, cái cây này nó ăn mỡi là cái nòng, cái gan là một, mới lại cái nòng già nó ăn mỡi cái nhân ở trong thôi. Còn nó bỏ. Xong là nó cứ đi xin thôi, ai nó cũng xin. Chào không? Đưa cho nó gặm nó, cho nó bỏ một đống, nó công vào cái chỗ nó nằm, nó giấu ở đấy. Đây. Ăn mạnh thành phố rồi, ăn cá này các bố này, ăn cá này hết, chưa hết một con à. Cái tương ớt là tương ớt mình làm đấy cả nhà, vừa để chấm để mua để ăn phở, bún bánh buổi sáng. Đó, còn đây là bún lá. Thế từ lúc bác gọi mày, mày bắt máy sao lại chơi luôn từ lúc đấy à? Thằng nào tao gọi cháy máy không ra bắt máy không? Tôi mua xe đã rủ cháu nó rửa xe với cháu làm chưa? Rửa chưa? Hôm nào, đâu hôm nào mà dẫn các cháu nó tối, dẫn các cháu một tập đoàn lên đi đi khao. Hôm nay cậu rửa xe. Rửa với các cháu. Dẫn mẹ, dẫn các em, các cháu đi rửa xe. Không, cái măng này ngon đấy. Tao về tao phải lại luộc tiếp. Xé nhỏ ra tao rửa sạch rồi lại luộc trong nước đi. Rồi ninh cứ gì sạch. Quy trình làm măng ngon rồi mà cũng chán. Chứ đâu măng kiểu thế. Măng đi. Để mai em đợi hết mà đạt. Không, không bao giờ nở. Bông là cái xe măng. Ngon không? Rán đấy. Thứ con này nướng lại ngon. Chưa hết một con à? Nhưng con cá này nó ngon hơn, con rắn hẳn đấy nhỉ? Không, cá này phải lắm đấy. Anh Phố đi. Anh Phố đưa rồi chú cho. Coca-Cola. Bà Phố cái nào nhỉ? Nói con nghe không? Cái này làm hớt cái cắt cơm này nè. Chấm nhiều tương ớt ăn được cay gốc, phơi gốc ăn được ớt nhé. Hai ba ớt này chấm cái nhẹ nhẹ mà. Ăn được. Ừ. Ăn ác đấy. Loại này mình ăn là đủ bả, anh chấm được. Nó máu. Đấy, phải đấy anh. Chấm cay đủ gì thì chú. Chấm cay đủ gì thì chú. Nào uống riêng đồng với hàm tí này. Như đâu không? Ăn có khỏe. Con này nằm lốt cái củ này thay thế đồng với bộ. Bèm rồi. Cái này tán chuyện tục tằn dân gian trẻ xanh này tiếp qua và nó chuyện bệnh với nhau vui uống can nát ở nông thôn chỉ tế báo đấy. Ông nào cũng thấy nhà phát rồi. Ông kia đi đéo lắm thế đâu,
nề đi quán em nhục thế nhỉ, quan kê mẹ kêu chuyện nói hay là một chén ạ, à? Nói hay là một chén, nói đúng một chén khổ ghê, nói sai vẫn một chén hai một chén cũng lại một chén à, và nó lại gọi này, các bạn đi nhậu gì nhục thế. À, mấy các bạn bắt con mọng đang ăn cả nhà đang ăn này cũng lại gọi suốt ngày, các thanh niên gọi mệt ghê, làm thế đấy và đang quay video rồi bọn nó phải bắt phải đi mới được, nó vào cái chân đấy rồi nhậu người của cũng trốn rồi, chưa tôi bảo mình cái chân ra để xanh già thích ngồi trẻ thích ngồi suốt ngày không biển đâu rồi nhục thật đấy. Già quá rồi đấy mà biết cứ già cái bao giờ lại phải xào một chén xúc miệng một chén, người nào cũng như cứ gập bắt tay nhau buổi sáng hết, mẹ nó mới chén mà từ mai sao mà dám đi đâu, tháng 10 chén rồi thôi còn đi đâu. Đấy, tối đêm các em lại gọi đi mà đang luộc gà tre con bia rồi cũng xích tối lại 10 chén nữa là chén đấy em đi gặp bọn này là căng đấy, còn thằng nó uống bia không biết say, mà ngay lúc này còn đang hai neo đang ăn hai neo tàu này. Đấy, bạn lịch nào mà thấy ông biển tươi được. Kín lịch thì nó khổ lắm rồi. Ra không, các bạn nó không uống rượu, nó không ra uống rượu, từ chối. Từ sáng ra cái gặp ông ngọn người bắt chân bắt tay thì lại làm chén. Làm bánh nữa đây, cậu bộ. Ngon cả, cái này ăn chấm này cũng kẹo đấy. Còn nữa kìa. Chấm một cái cây trên đây, ăn kẹo cá với kẹo. Con cá nó măng vẫn là hợp. Măng muối đúng kiểu rồi. Măng muối ngon. Măng này mà chơi gần 3 cân. Măng nhiều. Mùi quá. Măng đông. Đánh cái nấu cân hơn cân là đủ. Cả mùa tất. Em thường đông cũng không có nhỉ. Mà nấu cân đó. Ảo ấy xong. Mà thôi thì nó phải hút nhiều. Rồi hai con nhào to lớn. Ai tôn là một bác này là tấm nào cũng ngon, nếu mình cần hai con heo mà nó tầm này thì ăn nhất bác bằng ngon quá rất chấm này, và vẫn còn muốn thì vẫn làm chấm ngon lớn nhất tại nào còn ra mưa nắng này giờ lúc bắt đầu ra mùa mưa rồi. Mùa gì nữa, mùa này đang mùa chuẩn bị sắp đến mùa gặt là mưa đấy, và mưa nào rồi vậy. Thế có tháng chưa qua mùa nắng đúng không? Chưa. Bác ạ. Bác này đang phơi. Phơi nếu mà ngày mai bạn có thay đổi lúa. Hai chân nhà mày có phơi được cả chân nhà mày phơi nước chạy đấy cái bọn này thì tròn lỗi ớt gì không tin được cái bọn này. Mày bảo phơi cái chân mày. Chính là ở chính đấy chính nhà. Cô phơi quên quên không nhớ. Như gọi nó còn thuê ba cái cách không đi nào được mưa theo mà tên thì ở nhà ca sáng thì bấm nhá đến như cô cháu mà phơi cơm cháy mà phơi ở cái bàn ấy bỏ mỗi bốn cơm mà mưa rồi ông bỏ kệ thôi mà thế lại khô thế đây hôm nay là mình mưa giờ đi làm mưa trước này à trước này là mưa chẳng biết cái gì đi bắt đấy ta cứ nằm ngủ trong kia chị. Vùng trời trên kia thì trưa nay nóng quá. Mưa cả voi mà bắt hồi rồi. Ai quạt? À, hôm nay đặc sản lắm. Úi giời, hôm nay không thể nói, hôm nay ít người này nhìn là hiểu rồi. Che bóng chú tôn, bóng anh Hải che hết rồi, không nhìn thấy được. Ăn món nước ngoài. Hôm nay có anh Phố đấy là biết là hôm nay phải món đặc biệt rồi. Bạn Linh cái gì đấy, cái gì mà mới không? Cái gì đấy, chị. Đấy, cả nhà ăn bây giờ không ăn vụng con trộm đâu. Chúng nó ở xa, nó đang gọi về, nó đang soi cam, nó gọi về, nó kêu về. Nó nói trên cam, nó bảo ăn cái gì đấy. Kiểm tra hàng ngày đó. Con cháu bây giờ nó ở xa, nó cứ xem từng bước chân của ông Nguyễn đi một. Khổ thật. Đi ra quán thì người ta cũng mới biết mà ở nhà ăn cái gì nó phát hiện. Chú cái đây khoảng 1-2 hôm là cũng lên cái chỗ đây ở trên cơ giang này đúng không? Đúng không? Ừ. Tình hết nhỉ. Ôi, đặt cho đặt camera ở đấy rồi. Thế là cam đấy rồi. Cơ giang rồi, đúng.
Trời ơi, nó nhiều quá. Chúng ta bảo rằng mà ta quyết định từ cái tuần trước, ta bảo thề không đi ra quán nữa, nhưng lại không đi ra ăn ăn luôn, như mọi khi sống cuộc sống như trước tao mà công nhận nó chuẩn chỉnh rồi. Và ông hay nói bảo ông muốn không biết thế tầm này đố bác cần gì được. Tự nhiên bắt đầu sang cái năm này cái này hư thật đấy. Năm nay tao chờ các anh em xã hội. Không phải một là như thế mà hết anh em thì rồi. Bắt buộc phải như thế thì mới. Lại bảo nó lại quay về tuổi ngày xưa. Đấy xưa gọi là hồi xuân đấy. Hồi xuân đấy. Ngày xưa chú hoàng tứ ra ngổ bạn mạng có bao giờ nhỉ? Bây giờ mình nhớ lại kiểu thế nào? Bố bông biển một tháng cho đi tốn ngày làm thôi. Đi gieo nếu làm được rồi. Nhiều thứ là không làm được. Nội được. Đi vòng tròn. Trứng con đứa này hay rồi. Anh Phú ơi, trứng con đứa này. Sống được nào? Cái này à, con Linh thì nó trông phải trâu còn chín. Nhìn cái kiểu này. Nó thưa rồi. Mình thưa rồi. Đó là chúng tôi chở chú biển đi cùng, cứ ăn rồi đi một vòng, đi hai vòng rồi. Không, không đi được, bơi là chết kìa. Không bơi được, đi là chết kìa. Ô, nếu nói đùa mà nếu... Ui đi rồi, còn dãi được, dãi cô rồi. Mày bảo mà cứ cho em điểm như kiểu bây giờ điện thoại này, đi đến mỗi chân thì có tiền thì có khi là nhiều tiền thì... Đi mỗi ngày nhiều lắm. Nhiều lắm. Ai à, nhà con muốn đi ra ngoài ra ngoài con à chợ chợ con không thế này đấy thế này hơn nhỉ, đến các cái chợ toàn các bạn tao một lần rồi mấy một lần các bạn đổ đi mọi người là sai rồi nghe người đấy cần những người có mấy anh cũng ăn đó biển đó, tại mình cứ thế đó, toàn đổ đi nó phí bây giờ. Trứng nhau ngon à? Anh có thử chưa? Trứng nhau này. Nên ông này thế nào? Nên nó thôi à? Ăn đủ mồm. Trứng ăn ngon này. Ăn trứng cái kề. Nó mang sắp sắp được rồi. Các vài ngày làm bằng tre hồi bữa giờ cho em vài lấy lá nốt chân về để nấu nhìn cái bằng này cho em cái nhá bây giờ thôi mà cấm giờ ngoài 7 giờ sớm nhất là các bạn ngoài 7 giờ sớm ngoài là 7 giờ không có rồi 7:30 bây giờ ra cái tầm đấy là tắm được kém đấy thì ra cái tầm đấy là chỉ còn 1-2 người vài người mấy ông với nhau rồi và dạo này chúng mình thì chỉ có dậy sớm đi tập thể dục xong rồi vào chán luôn à, ha, nhục đau chân rồi. Vận động đến đâu? Mời các nhà. Đây là đâu? Sạch rồi đấy, sắp sạch hai con này. Sạch hai con chưa? Đấy, sạch rồi, hai con đây này. Đấy. Còn mỗi đường nữa. Anh phố anh mấy chồng? Bụng bệnh đấy. Muốn đâu cô? Ừ, nằm lên luôn. Nằm lên nữa. Anh Hải gấp cho em. Đấy. Mấy khi ăn uống chấm nhẹ tương ớt. Đấy cả nhà, thế hôm nay là mình lại làm cái món cá chê tàu nhá, à nheo tàu của Bù Tôn. Bù Tôn bây giờ bận là không thể làm được nữa, là phải mang lên cho bác biển làm, bác biển ở nhà cứ một mình làm video là vừa rán cá là vừa xào măng nào biết đổ vào. Đến giờ chú vào chú ăn được thôi. Bận hết rồi. Đấy, cho nên cả nhà bữa ăn hôm nay lại làm hai con nheo tàu ấy. Của ao chú Tôn đấy là nấu mì măng, hẹn cả nhà đêm sau quay chào các nhỉ. Chào nhá. Những bữa ăn của gia đình nó chỉ thế thôi cả nhà, hẹn cả nhà đêm sau nhá.